Video hôm nay em xin giới thiệu với mọi người những tờ tiền có giá trị sưu tầm cao. Tờ tiền thứ nhất đó chính là tờ 2 xu được phát hành năm 1964. Đây là tờ tiền có mệnh giá và kích thước nhỏ nhất Việt Nam ạ. Đằng trước tờ tiền đó là hình hoa văn ạ. Đằng sau là hình quốc huy ạ. Tờ tiền này chất lượng còn cứng cáp không rách nha mọi người. Với giá là 2 triệu một tờ. Và đây là tờ tiền thứ hai ạ, đó là chính là tờ 50 đồng nhà máy dệt Nam Định được phát hành năm 1966. Chất lượng của tờ tiền thì có nỗ kim ạ, còn cứng cáp với giá là 450k một tờ ạ. Tờ tiền thứ ba đó chính là tờ 500 đồng chùa Thiên Mụ, đằng trước là hình chùa Thiên Mụ ạ. Và đây là mặt sau của tờ tiền. Tờ tiền này thì không rách nha mọi người, vẫn còn cứng cáp và được hàng lại rất là cẩn thận. Với giá là 1 triệu 2 một tờ ạ. Tờ tiền thứ 3 được phát hành vào thời kỳ Đông Dương đó chính là 20 đồng Phật ngồi ạ, màu xanh. Có rách như hình nha mọi người. Đây ạ. Với giá là 450k một tờ ạ. Và tờ tiền cuối cùng đó chính là tờ 100 đồng cánh muối cũng được phát hành vào thời kỳ Đông Dương nha mọi người. Tờ tiền này thì có nỗ kim nhỏ. Đây. Đây, đằng sau mặt là các bà đang gánh muối ạ. Đây là mặt đằng trước và tờ tiền này cũng chỉ có 450k một tờ. Ai quan tâm thì hãy inbox cho em nha.